Thông báo cho anh em một tin cực hot tại trên sốt7sao.com nha anh em. Đầu tiên, 10 vòng quay đang chờ đợi anh em với hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Tiếp theo anh em ơi, danh mục bán nick ngầm sòm sẽ có những nick giá trị từ 1.000 Việt Nam đồng vào những khung giờ ngẫu nhiên. Khi mua vàng ngọc tự động tại sốt7sao.com vào những khung giờ vàng, anh em sẽ có cơ hội mua được x7k, tức là 100k anh em có ngay 700 triệu vàng anh em ơi. Ở phần bài viết mình có viết cách kiếm nick miễn phí tại trên sốt7sao.com. Anh em nào mà chưa có nick để chơi thì hãy link ngay sốt7sao.com. Vừa ngon lại nhiều sự kiện, sử dụng sốt7sao.com thật là tiện. Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đến với channel của mình. Thì mình là Gen TV đây anh em ơi. Thì clip hôm nay nhé, mình sẽ cho xem cái nhé, kỳ lạ nhé, 7 server em ạ. Nên xem anh em ơi, nên xem 5 nhé. Anh nhìn này, anh thấy đặc biệt không? Đấy, hắn này hắn còn nhìn đơn giản thôi em ơi. Đấy, này server 5 nhé, nhìn đơn giản anh em ạ. Nhưng mà nó còn anh em ơi, nó còn bộ bí ngô em ạ. Đấy, với bí ngô 5 sao từ sự kiện Halloween 2018 em ạ. Đấy, mình lấy cho anh em xem đấy. Đấy, mình mới phát ra một điều mới nhá. Ông dần ạ. Khi anh em nào chơi, anh em nào muốn kiểu để đôi khỉ này hay là mấy đồ vật phẩm của sự kiện là từ trung thu thứ này thì anh em cho một cái link nhá. Sau đó anh em ở mấy tháng thì em quay lại vẫn còn vào sự kiện nó không bị mất luôn. Hôm nay anh em ngày nào vào game là sẽ bị mất nhá. Em phải để một cái link này, anh ở mấy nghìn ngày ở cửa ở lâu ấy là sẽ bị mất em ạ. Là sẽ vẫn còn, nó không bị mất đâu. Hôm nay anh em mở cửa ngày nào vào chơi là sẽ bị mất nhá. Nó có tính ngày hạn dự em ạ. Đây thì mình có bình của mình đây, lâu không còn chơi đâu, còn 4 ngày là 27 ngày này, 11 ngày này, 22 ngày này, 19 ngày em ạ. Ủa năng quảng cáo à? Đấy, khá là ok nhá. Nó thế ạ, ủa năng em ơi. Đấy, bây giờ em thấy kỳ lạ không? Nhưng bây giờ cái bộ bình ngô nhá, nó không ướt được rồi. Đây, bình ngô nó không ướt được rồi. Buồn quá em ạ, không dụng được, thiếu nữa. Mình có 7 sao này, 5 sao này. Ồ, thiếu, em thiếu 2 sao và 1 sao này em ạ, nhưng mà không sao hết. Đây hoa sợi trung thu em ạ, một sắp Halloween này, em ơi, cho xem này, Halloween, đây sự kiện Halloween này, em ơi, đây ngọc sờm nhá, từ 2/9 của tháng trước em ạ, ui, 11 tháng trước, 20 tháng trước hoặc là 2018 thì nó là hé lộ sự kiện Halloween con rồng sùng sương em ạ, để gọi là ước nhá, ước sự kiện ngọc rồng khá là ok đấy, nhưng mình chỉ mong là đặt có một rồng siêu cấp bé hơn rồng trái đất, thì hy vọng năm anh ngọc rồng ấy. Một sự kiện như năm ngoái mà ôm bất tử đệ bất tử này lại còn có là dòng sư đội skin đệ nhá. Anh nào mở skin ra thì nhỉ ra Masenko là hay là ra cao kẹt anh còn đổi được nhá. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đây dòng sư em ạ, đây để có dòng sư em mời phố đây không xem là anh em đấy, có dòng sư nhá, thấy khá hay không? Từ 2/9/2018 mà dòng nó đang bếp em ạ, cái bếp chính 3k2 là đây em tiếp là đây là 2/9 em ạ. Thông báo cơ mật chất lăng dòng của mục em ạ, bắt đầu từ hôm ngày 21 tối thứ 6 hàng tuần, dòng mục sẽ xuất hiện tại các làng trước nhà ban điều ước và các cư dân có mặt trong môi trường hành mình ở chợ và điều ước em nha. Nhớ đừng gọi ngọc rồng 5m hay gọi rồng địa cầu lên, cần cái vô cực chậm mất 10 phút để đó nha mọi người. Đấy khá là ok em ạ, nên ngọc rồng ước đồ sự kinh đệ khá là ổn áp em ơi, thế khá là ok nhá. Đây em thấy không, ổn áp không, mắc phê luôn. Để xem có comment nào. Đấy, rất nhiều anh em comment luôn. Bỏ game ạ. Mới mày có linh tinh rồi. Khá ok em ạ, ngọc rồng này mình chỉ mong mai sự kiện nó như năm ngoái em ạ. Để nó kiểu là ngọc rồng có thứ này, ngọc rồng có thứ này em ạ, mình hy vọng thế thôi. Đây, ok em ơi. Đây, ngọc rồng xương em ạ. Khuyên ngày 17 tháng 10 em ạ, khuyên mã trên Thái Lạp. Đấy, khá là ok nhá. Đây, mình thử thấy một vài là comment kiểu là lấy mình chỉ hy vọng năm nay như năm ngoái em ạ. Đây bộ ngọc rồng xấu xa em ơi, cứ ngọc rồng có thể hộp như AD lúc này không, đó xem sự kiện Halloween năm nay có gì hot đấy. 18 tháng 10 em ạ, cũng khá là ok. Bây giờ là ngày 26 tháng 9 2019 rồi em ạ, còn sắp tới rồi, sắp tới Halloween rồi em ơi. Đấy bộ rồng này em ơi, thấy ổn áp không? Đấy thấy ok không? Đây năm nay có mấy bạn có mời rồi, năm nay AD cho ra năm trước thì là quá ngon rồi, rồng lạ vậy. Ai năm nay cho sự này nữa đi, sự kiện quá phê em ơi. Đấy mấy ông mày cả thích sự kiện cũ này, sự kiện này phê em ạ, thật mình thấy là khá là ổn áp luôn, là giúp em chưa không mà kiểu là bị mở skin đẻo đi chán, chỉ muốn đổi skin khác thôi em ạ. Đấy kiểu vậy khá là ok. Đây em thấy ước được 30 ngàn thứ này khá là ok đấy, được phim giá nữa, đúng rồi, nó chứ được phim giá đấy em ạ, khá là phê luôn. Chủ màu dòng sao này rẻ như cho em ạ, rẻ như cháo chó luôn, rẻ lắm chứ mà rẻ. Đấy thấy nhựa thấy phê không?
khá ổn áp. Đây con rồng con ma các bạn, cái con ma bất tử này, đây con ma bất tử này em ơi. Đấy anh em thử là cẩn trọng người nhau đi ra ngoài nàng ấy, có bộ là ma lây lây ma nhau nhá, có bất tử được mà úp bất tử nó không chết luôn, khá là phê đấy. Đấy mình thấy ok anh thấy hay không ơi, mình hy vọng năm nay sự kiện này của năm nay nó như năm ngoái mà thì nó có đồ skin đệ này, cả bất bất tử này, có X2 này. Đấy mình hy vọng thôi em ơi. Anh em thấy hay thì nhớ để lại một like này, một đăng ký này, một bấm chuông này, đều ủng hộ mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Bye bye anh em.